Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Tin nóng xe buýt, tin vui Tiêu Chiến, sự thật Nhất Bác, Đàm Thùng Vận mừng sinh nhật tuổi 32. Bộ phim cổ trang Mộng Hoa Lục hôm nay đã chính thức công bố lịch phát sóng khiến cả xe buýt nháo nhác. Mới đây, blogger đăng loạt kỷ niệm 7 năm cùng chiếu phim Tay Trái. Sau 7 năm, dàn diễn viên nữ Trần Đô Linh, Mạ Tư Thuần, Quan Hiệu Đồng đều đã tìm được những con đường phát triển cho riêng mình. Dự án này đã trở thành một phần thanh xuân đáng nhớ của họ. Mới đây, loạt ảnh lịch của show Hoa Tị Đệ đã được tung ra. Cư dân mạng được fan suýt xoa trước hình ảnh Dương Mịch, nổi bần bật và vô cùng thời trang khi sải bước trong khu chợ. Bộ phim của trang Mộng Hoa Lục hôm nay đã chính thức công bố lịch phát sóng. Phim sẽ bắt đầu chiếu từ ngày 2 tháng 6 trên nền tảng Tencent Video. Đây là bộ phim của trang dài tập đầu tiên của Lưu Dược Phi sau 16 năm rời xa màn ảnh nhỏ. Bên cạnh đó, phim còn có sự tham gia của Liễu Nham, Lâm Nhuận, Từ Hải Kiều và các diễn viên khác. Như tài nguyên điện ảnh của Vương Nhất Bác quả thật nghiền ép một số tiểu sinh trong vòng. Nhân mạch và tài nguyên này phần lớn là do đoàn đội của Vương Nhất Bác tự kéo được, nếu chỉ dựa vào độ hoa thì rất khó. Tiêu Chiến chính thức trở thành người đại diện thương hiệu Pirell toàn cầu đầu tiên. Điểm đầu ban của Phong Khởi Lụng Tây đã chạm mức 8.0. Âu Dương Nana trên bìa Madame Figaro June 2022. Bộ phim Hồi Yêu Tiểu Hồng Nương, Nguyệt Hồng đã xác định vai diễn như Mịch vai Đồ Sơn Hồng Hồng, Cung Tuấn vai Đông Phương Nguyệt Sơ, Viên Băng Nghiên vai Đồ Sơn Nhã Nhã. Phim dự kiến bắt đầu quay vào cuối tháng 6. Hình ảnh mới nhất của Địch Lệ Nhật Ba, Trần Hiệu chúc mừng sinh nhật vợ anh là Trần Nghiên Hy. Gặp được em rực rỡ do Trần Kiều Ân, Kim Hạn đóng chính, dự kiến phát sóng trong khung giờ vàng của Đài Hồ Nam từ ngày 14 tháng 6 và chiếu mạng song song trên Tencent Video, Mango TV. Đàm Thùng Vận mừng sinh nhật tuổi 35 bằng bộ ảnh chụp ở hoang mạc giản dị và phóng khoáng. Dưa, Triều Lộ Tư sẽ tiếp tục hợp tác lần hai với người chế tác Dương Hiệu Bồi sau Tranh Thiên Hạ. Hôm qua, bộ phim Ranh Giới đóng máy, diễn viên chính Cận Đông, Thành Nghị, Thái Văn Tịnh, phim sẽ lên sóng Đài Hồ Nam 2023. Dưa, Lộc Hàm sẽ tham gia show Ca Ca Vượt Mọi Chông Gai. Dưa, Dương Mịch sẽ lên bìa tạp chí Mary Claire Now. Hơn nữa, cô sẽ cùng Bạch Kính Đình đại diện Chu Lê Bao. Dưa, Địch Lệ Nhật Ba thăng cấp danh phận toàn cầu với Clara. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.